Nay tôi đang đi ra Hòn Bàn Than. Cái tên khó đọc quá. Cái Hòn Bàn Than ở tầng ngoài kia kìa. Mày chỉ một... đấy chỉ ngoài cùng đi. Một cái nhô đá nó lô lên, nhô lên. Tầng ngoài kia cách đây khoảng tầm một cây số. Cái máy quay này không zoom được. Rồi thì không đi được cảnh Hòn Bàn Than thì mình quay cảnh ở trên bờ thôi. Trên bờ đây là những cái bãi đá, bãi gành. Cảnh sát biển à. Tàu màu trắng kìa. Nhìn chạy rồi, chạy nhìn khỏe mạnh hơn đúng không? Tàu cảnh sát biển Việt Nam. Chúng ta kia tàu cảnh sát biển Việt Nam. Mình biết rồi. Cái tàu kia lúc này đi về, chắc cái tàu đấy là nó đi ra đảo Lý Sơn nó quay trở về. Đây. Trong kia là cảng Sa Kỳ. Cảng Sa Kỳ nó đưa khách đi ra đảo Lý Sơn. Còn cái Hòn Bàn Than là không có gì nha anh em. Hòn Bàn Than chỉ là một cái bãi đá nhô lên thôi. Các bạn nếu yêu thích gành thì cũng có thể đến đây chụp ảnh. Chụp ảnh rồi chụp ảnh quay phim. Cắm trại nướng đồ ăn. Và đây có cái chỗ kia rất đẹp kìa. Đây. Chỗ kia có thể đi bộ vào nằm ngủ trong đấy sẽ rất mát. Đùa thôi, đừng có nằm ngủ đấy, thủy triều mà lên nó cuốn đi luôn đấy.